Tập 6. Làm sao vậy chứ? Số tôi xui thật đấy. Xui xẻo quá. Chẳng có gì thuận lợi cả. Cô tìm thêm thử xem. Hoàn hảo. Tốt. Ngẩng đầu lên chút nữa. Tốt. Trùng hợp vậy? Sao anh lại ở đây? Trùng hợp sao? Anh đợi ở đây hơn một tiếng rồi. Đang đợi bạn nhỏ Trương Gia Dân tan học. Nhiều người xấu quá, anh sợ bạn nhỏ bị người ta bắt nạt. Đây là xe của Đoàn Viên à? Đúng vậy, là xe của cậu ta. Anh nghe bạn bè nói cậu ta đang bán chiếc xe yêu quý của mình, nên anh tranh thủ mua nó về ngay. Lỡ sau này cậu ta muốn mua lại, anh sẽ bán lại với giá cao. Đi nào, đưa em về nhà, lên xe đi. Hiệp 1 khai chiến. Làm sao thế? Anh muốn giết Trần Lãng. Anh ta làm gì anh? Hôm nay anh đi bàn chuyện với nhãn hàng. Nhãn hàng nói chúng ta không có Trinber. Anh muốn lấy vài Trinber ở chỗ Trần Lãng. Kết quả gặp phải anh ta. Anh ta mua xe của anh rồi. Cũng may anh có người quen ở đây, không thì cũng không biết em chụp ảnh ở đây. Thì em nghĩ gì rồi mà, tóm lại cũng đang rảnh rỗi, qua đó chụp vài tấm hình chơi thôi. Em muốn chụp ảnh gì đó thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm cho em một chỗ trả lương cao hơn, nhãn hiệu cũng cao cấp hơn. Cái này thật là tầm thường quá. Đừng nhé. Sao thế? Xem anh là người ngoài. Không phải xem anh người ngoài đâu. Thật sự không cần. Vậy nhưng từ nhỏ anh đã không hiểu em. Rõ ràng có thể kiếm cơm bằng ngoại hình mà cứ muốn dựa vào tài năng. Em đố xem em có mệt không? Anh cứ xem như em khác người đi. Trùng hợp thế, anh cũng khác người. Vừa đẹp thành một đôi. Anh nghĩ thoáng hơn đi. Anh là vì công ty nên mới bán xe đi. Trần Lãng cũng đang khởi nghiệp. Anh ta vì chọc giận anh mà mua xe của anh. Vậy anh nhìn sao trông trọng hơn anh ta rồi. Logic của em kiểu gì vậy chứ? Không đúng sao? Mặc kệ anh đi. Hôm nay em đi đâu thế? Đừng nhắc nữa. Hôm nay em đi tìm Viên Viên. Em muốn thuyết phục chị ấy về Trui làm Trinber. Nhưng người ta không đồng ý. Sau đó em về công ty, ở trong kho với Toto cả ngày. Trần Lãng này đúng là đồ khốn. Dọn sạch công ty luôn rồi, trong kho chẳng để lại thứ gì đáng tiền đâu. Em chẳng tìm được gì. Anh nói xem có phải hai chúng ta đã rơi vào một vòng tuần hoàn chết không? Nhãn hàng bảo anh tìm Trinber, Trinber lại bảo anh tìm nhãn hàng. Em muốn bán hàng, đầu tiên là phải có hàng. Không có dòng tiền thì sao có hàng? Làm sao đây? Lúc trước khi anh học kinh tế học, đã từng học về tình huống này. Tình huống khó khăn này chính là gà đẻ trứng, trứng nở ra gà. Vậy anh nói em nghe đi, rốt cuộc là gà có trước hay trứng có trước? Đừng hỏi anh mệnh đề triết học cao cấp kiểu này. Em đánh giá anh cao quá rồi. Không phải anh không tìm được streamer chuyên nghiệp sao? Anh cũng muốn thử tìm một người mới không?
Trần Lãng có một lý thuyết thế này: nhân viên bán hàng thường sẽ có tính cách gần gũi, lại còn có hiểu biết về trang phục, hơn nữa đa số đều có ngoại hình ưa nhìn. Anh cũng muốn thử không? Vậy còn tìm gì nữa? Chúng ta có sẵn người rồi mà. Trương Gia Dân, anh đừng nghĩ đến cậu ấy nữa. Em từng hỏi rồi, người ta không muốn làm streamer. Trương Gia Dân, để anh nghĩ cách xem. Trần Lãng, hai chúng ta cũng quen biết nhau nửa đời người rồi. Anh biết rốt cuộc em thích cái gì, muốn cái gì không? Ăn sang, ở nhà sang, đi xe sang, đúng không? Được thôi, anh nói gì thì làm đấy. Không không, anh đùa thôi, đừng xem là thật. Thật ra ai mà không có điều mình theo đuổi chứ. Lúc trước em cũng có, nhưng có ích gì đâu chứ. Anh cố gắng, nếu có kết quả thì đó chính là lý tưởng. Cố gắng mà không có kết quả thì chẳng phải chính là hiện thực sao? Hiểu rõ thật đấy. Mặt mũi xinh xắn, lại còn có đầu óc, có cuộc sống tốt đẹp. Em nói xem, sao anh không thích em được chứ? Tóm lại em vẫn nói câu cũ, anh đừng có lãng phí thời gian với em nữa. Hai chúng ta thực sự không phải người chung đường. Hơn nữa, Tiền Hy Tây là bạn tốt của em, có đánh chết em cũng không đến chỗ anh làm. Anh không nỡ đánh chết em đâu. Chuyện tìm người mới cũng được. Cũng được thôi. Anh sẽ chỉ cho em một con đường sáng. Anh từng thấy rất nhiều trendsetter ở nước ngoài. Thật ra quần áo họ mặc không quá đắt, cũng rất bình thường thôi, nhưng phối với nhau lại rất đẹp. Họ mặc lên người rất nhiều thứ chúng ta không ngờ tới. Mấy lô hàng tồn kho của chúng ta, em thử sửa lại chúng xem. Đồ rẻ hay đồ đơn giản không là vấn đề, chỉ sợ đồ tầm thường thôi, biết không? Sửa lại. Anh nói cũng có lý. Nếu Trần Lãng đã không chừa lại thứ gì cho chúng ta, thì chúng ta cứ thử dùng phế liệu tạo thành báo vật để đánh thẳng vào mặt anh ta. Đúng vậy. Được rồi, cố mà làm đi. Trông cậy vào em đấy. Chuyện này chỉ dựa vào em thôi thì không được. Hình như em biết có người làm được. Hỡi người trời Nam, hỡi người đất Bắc, đến đây xem hàng, đến đây mua hàng đầu. Được nhà thiết kế mới dốc lòng thiết kế, kiểu dáng mới mẻ, chất liệu chọn lọc, những ai đi qua xin đừng bỏ lỡ. Người đẹp, bộ này là mẫu mới nhất, bình thường đi làm cũng có thể mặc được. Người đẹp, cô trắng như vậy, mặc màu này vào là chuẩn luôn đấy. Trông cũng đẹp đấy. Đúng không? Bao nhiêu tiền? Bộ này 300. Hy Tây, cô chắc chắn nhà thiết kế thời trang phố chợ Ngũ Ca Ca trong truyền thuyết đang ở đây chứ? Ở gần đây thôi. Không có địa chỉ chính xác sao? Không có. Nói chính xác thì trong người ấy thế nào tôi cũng không biết. Chỉ mới nhìn qua hình ảnh của quần áo thôi, cực kỳ ngầu. Bộ này trên toàn thế giới chỉ có một bộ, còn có kiểu cắt ghép này nữa. Năm nay chắc chắn sẽ thịnh hành. Cô xem đi. Cô xem nhãn mác đó đi. Đó là do chính tôi thiết kế đấy. Ngũ Ca Ca trong truyền thuyết đấy. Ngũ Ca Ca, chưa từng nghe tới. Anh nói bao nhiêu tiền đi? 300. Bộ này chỉ là hàng dĩ hè, 300 thì đúng là đắt quá. Nếu chỗ này là trung tâm thương mại, mua bừa một chiếc áo khoác cũng hơn 1.000 tệ rồi. Bán hàng dĩ hè mà so với trung tâm thương mại, có giỏi thì đến trung tâm thương mại bán hàng đi. Cô đừng xem thường hàng dĩ hè. Cô thật là, đúng thật là lão Miêu. Hoàng giả mới kiếm được tiền. Quản lý đô thị đến rồi, mau chạy đi. Quản lý đô thị đến rồi, nhanh lên. Em mau đi đi. Vậy anh phải làm sao đây? Không sao, không cần lo cho anh.
Dù sao cộng đồng mạng đều gọi anh ta là nhà thiết kế phố chợ. Một bộ quần áo trên app đồ second hand được đổi lên hơn 1000 tệ. Nghe nói trông cũng đẹp trai nữa. Nhiều cô gái tìm đến anh ta lắm, nhưng không phải lúc nào đến cũng gặp được. Sao họ lại chạy như vậy? Cẩn thận, lái cẩn thận. Xong rồi. Xong thiệt rồi. Đau, đau. Anh không sao chứ? Có, chân tôi đau. Đâm vào đâu rồi? Đây, chân. Đau, đau, đau. Nghiêm trọng vậy sao? Anh trai, anh có đứng dậy được không? Có lẽ là không được. Tô Tô, giúp một tay để anh ấy lên đi. Từ từ thôi. Không được, không được. Không phải chứ. Anh ngồi đây cũng không được hay cho lắm. Anh xem, xe đổ ở đây cũng chắn đường người ta. Thế này đi, cô đền tôi 2000 tệ. Chân tôi không động đậy được gì rồi. Thế này sẽ cản trở việc kiếm tiền của tôi đấy. Anh trai, anh có thể nói lý do được không? Tôi đâm vào đâu của anh? Anh tự xem đi. Xe còn chưa chạm vào nhau. Cô không đâm vào tôi, sao tôi lại ngã chứ? Sao tôi biết được tại sao anh ngã được chứ? Lực hút trái đất làm anh ngã đi. Cô cũng dây thật. Đừng nói cái này với tôi. Dù sao cũng cứ 2000 tệ. Thiếu một đồng cô cũng đừng hòng đi. Tôi không có thời gian để lằng nhằng với anh. Tôi còn có chuyện gấp. Thương lượng với 200 tệ. 200 tệ. Được không? Cô đùa tôi à? Tôi lấy xe cẩn thận đàng hoàng. Anh tự dưng ngã lăn từ trên xe xuống, còn làm tôi giật cả mình. Tôi còn chưa đòi tiền anh bồi thường thiệt hại gì tinh thần đâu. 200 tệ. Mọi người thấy gì chưa? Là cô ta đâm vào tôi. Đến lúc đấy mọi người phải làm chứng cho tôi đấy. Cô ta không đền tiền không được rồi. Mr. Five, ngủ ca ca. Cái gì? Anh là nhà thiết kế ngủ ca ca sao? Là anh ta. Này, sao cô lại lấy tâm chọc vào tay tôi? Cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý. Tôi thấy cô cố ý đó. Cô à, thế là cô không nói lý rồi. Nếu cô không cố ý, nào đưa tay tôi đâm vào một cái. Cháu xin lỗi cô rồi mà. Cô cứ muốn chọc tâm vào cháu là làm sao? Ban nãy cô chọc tôi chọc lại là điều đương nhiên. Vừa rồi cô muốn tranh với tôi nên cố ý chọc tôi đúng không? Tôi thấy cô cố ý đó. Trông xinh xắn thế này mà sao lại âm ngu như thế chứ? Cô ơi, cô ơi, đúng là xấu xa quá. Cô đừng nổi nóng. Sao vậy ạ? Có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện. Cô đang mua đồ à? Hay là thế này, cô cầm hết chỗ đồ này về cho bớt giận đi. Cậu là ai? Cháu giám đốc. Hôm nay cậu đi mua đồ với cô ấy. Dân ạ. Cô ơi, hôm nay chúng cháu miễn phí hóa đơn cho cô. Được mang gì hết? Mang gì hết ạ? Đi thôi. Cô ơi, cô có thể mang tất cả gì. Chúng tôi thực sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Miễn phí. Dân ạ, miễn phí ạ. Chào cô, mời cô dùng bữa. Cảm ơn. Xếp đoàn, anh cần gì nữa không? Không cần, cậu làm việc đi. Được rồi. Cảm ơn anh nhé, đoàn viên. Ban nãy nếu không có anh, suýt nữa là cô ấy ăn thịt tôi rồi. Tôi nói là mời cô đi ăn, cô không chịu đi, cứ kéo tôi đến đây. Tôi còn phải trải bàn cho cô, làm bít tết cho cô. Tôi thấy mấy món kia cũng ngon mà.
Hơn nữa, có đồ ăn miễn phí không ăn, vậy chẳng phải là dứt đi sao? Đúng thế. Nhưng mà hôm nay lại may mắn được ăn bít tết do sếp đoàn làm, đúng là vô cùng vinh hạnh đó. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cô lại làm bạn được với tiền Hy Tây suốt bấy lâu nay rồi. Làm sao vừa dễ miệng lại còn dễ nuôi. Được rồi. Được. Tôi cũng ăn bít tết rồi. Sếp đoàn, anh nói mục đích hôm nay đến tìm tôi đi. Dạ vâng. Lần trước cô live stream ở Tam Á, mọi người đã thấy được phong thái của cô. Bây giờ tôi vào Rui, bắt đầu khởi nghiệp. Tôi mong cô có thể đến công ty tôi. Bệnh viện rỡm gì thế này? Tôi đau thế này mà không kiểm tra được gì. Đây là bệnh viện tuyến 3, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta mau chóng xuất viện, thương lượng chuyện hợp tác đi. Ngủ ca ca, tôi thật sự rất thích tác phẩm của anh, muốn hợp tác. Được. Nhưng trước tiên cô phải đưa tôi 10.000 tệ tiền chậm trễ công việc và tiền bồi thường. Chẳng lẽ anh không mong tác phẩm của mình được nhiều người công nhận sao? Công ty thương mại điện tử của cô, đến tên tôi còn chưa bao giờ nghe thấy. Thế thì được bao nhiêu người công nhận? Gì mà chưa nghe thấy tên? Chúng tôi là công ty live stream thương mại điện tử thuộc tập đoàn QQ. Anh biết QQ không? Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này. Nếu ghê gớm như thế, vậy tại sao không thể bồi thường cho tôi ít tiền? Tiện thể chúng ta bàn luôn về chi phí thiết kế đi. Ký hợp đồng rồi, có tiền đặt cọc tôi cũng yên tâm hơn. Anh bị làm sao vậy? Còn chưa làm việc đã muốn lấy tiền rồi. Được rồi, không cần nói chuyện với anh ta nữa. Đau thắt lưng đúng không? Anh cứ nghỉ ngơi trước nhé. Đi thôi. Tôi nói các cô hay, nếu các cô không bồi thường tôi không xuất viện đâu. Hy Tây, tên Ngũ Ca Ca này quá gian xảo. Tôi đã xem giới thiệu về Ngũ Ca Ca, cũng xem tác phẩm của anh ta rồi. Đi trước thời đại và xuất chúng. Sao lại là người như vậy chứ? Đúng vậy. Xem ra Hy Tây vẫn chưa nói cho anh biết. Thực ra cô ấy tìm tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đều từ chối. Hy Tây nói với tôi rồi, nhưng tôi cảm thấy thực ra Hy Tây không hề hiểu cái cô thực sự cần là gì. Tôi cảm thấy lý do cô từ chối em ấy cũng giống như là lừa trẻ con vậy. Hy Tây là bạn thân của tôi, anh đừng có mà chia rẽ nhé. Tôi không có ý đó đâu. Thực ra tôi cũng tìm hiểu được cô đang âm thầm học thêm, chuẩn bị thi thạc sĩ. Tôi cảm thấy thực ra cô là người rất cầu tiến, khác hẳn với bề ngoài của mình. Nhưng tôi đã từ chối tiền Hy Tây rồi, tại sao tôi lại phải đồng ý với anh? Trước đây lúc bàn chuyện Pineapple, cô đã đi với Hy Tây rất nhiều lần. Hai người đi lại nhiều lần như vậy, lần nào cũng nói về sản phẩm, công ty, thực lực với người ta. Thực ra hiệu quả không tốt lắm. Nhưng sau này tôi nói với Hy Tây, em phải cho người ta xem tỷ suất hoàn vốn, cho người ta xem xét đề xuất giá trị. Kết quả là Ngô Trung Toàn đã nhanh chóng ký kết. Thế nên tôi muốn nói với cô, kinh doanh không phải là làm bừa. Kinh doanh phải có kỹ xảo. Kinh doanh là một môn nghệ thuật. Cái này tôi có thể dạy cô. Tôi có thể cho cô logic của người kinh doanh. Nếu cô không chê, tôi có thể nộp đơn vào trường kinh doanh thuộc đại học Ramrai giúp cô. Anh sao rồi? Sao lại vào viện? Hoàng Thánh à? Không sao. Sáng nay lúc chạy thì bị đâm xe. Chủ xe không nói lời nào, vừa xuống đã đưa anh 2.000 tệ. Anh thấy tiền này dễ kiếm đấy, nên anh bảo anh muốn vào viện. Không ngờ người ta đưa anh vào viện thật. Hai người họ vừa đi xong thì ra người ta vừa ý với thiết kế của em, nên muốn hợp tác cùng với em. Anh đang giả để lừa tiền người ta. Không, anh đang cướp của người giàu chi cho người nghèo. Cướp của người giàu chi cho người nghèo, thế cũng không được, thấy chưa? Tôi nói rồi mà, chắc chắn có vấn đề. Tác phẩm của Ngũ Ca Ca sao lại do người như anh thiết kế được? Anh đùa tôi sao? Hai cô là... Tôi là Tiền Hy Tây. Cô là... Ngũ Ca Ca trong truyền thuyết. Cuối cùng,
Tôi xin chính thức giới thiệu, tôi là Trainer của Real Life, công ty con của tập đoàn QE. Tôi tên là Tiền Hy Tây, bây giờ là Trainer, sau này là CEO. Là hai người họ. Tôi nhờ giáo viên hướng dẫn của tôi viết thư giới thiệu cho cô. Nhưng sinh viên một huyện nhỏ như tôi cũng chỉ có chút kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng người mẫu gì đó, người ta có chấp nhận tôi không? Cô không cần lo, cô không chỉ là streamer, tôi có thể cho cô kinh nghiệm nhân sự, tài chính, tất cả kinh nghiệm làm việc. Nếu còn không đủ, tôi có thể lấy trung tâm thương mại nhà tôi để đảm bảo với cô. Xem ra mọi thứ đều hợp lý nhỉ? Cô hợp tác với tôi, chắc chắn tôi sẽ không để cô thất vọng. Được không? Đoàn viên, anh không được lừa tôi đó. Cô tin tôi đi. Hứa như vậy nhé. Tôi hứa. Thực ra trước đây có công ty thương mại điện tử muốn mua thiết kế của Tiểu Ngũ, nhưng kết quả lại lừa em ấy. Cho nên tôi vừa nghe thấy các cô cũng là thương mại điện tử thì thấy rất tức giận. Thật sự xin lỗi các cô. Con người anh ấy quá cương trực, lại cố chấp nữa. Bị lừa một lần liền cảm thấy cả thế giới đều là người xấu. Các cô đừng chấp nhất với anh ấy. Không đâu, không đâu, không đâu. Với tính cách của anh Miu ấy mà, nếu ai mà làm bạn với anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ rất trượng nghĩa. Hai chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Sau này cô chính là bạn của lão Miu tôi. Được thôi. Vậy sau này nếu Castrit có thiết kế gì đẹp, anh phải nghĩ đến tôi đầu tiên đó. Quyết định vậy. Tôi thấy tiền thuốc thang khoảng 3,000 tệ. Chúng ta kết bạn WeChat đi. Tôi chuyển tiền cho cô. Không cần chuyển cho tôi đâu. Không cần, không cần. Cứ coi như kiểm tra tổng quát cho anh Miu. Tôi thực sự không ngờ cô mới là Ngũ ca ca thực sự. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô, đưa thiết kế của cô lên mạng bán. Việc nào ra việc nấy. Lần này là anh ấy không đúng, tiền cô phải cầm lấy. Thêm WeChat đi. Bởi vì ngày mai là chúng tôi phải đưa ra phương án thanh lý hàng tồn kho rồi. Cho nên chúng tôi muốn nói chuyện thật nghiêm túc với cô về chuyện hợp tác, hay là lát nữa chúng ta tìm chỗ nào uống gì đó. Được thôi. Đến phòng làm việc của tôi cũng được. Được đó, đi thôi. Đi. Nhưng nhà chúng tôi vừa tồi tàn vừa nhỏ hẹp, đừng chê nhé. Không chê đâu, đi thôi. Để anh cầm, để anh cầm. Anh sai rồi. Nhà cửa hơi nhỏ, hơi bừa bộn. Các cô đừng để ý nhé. Nào nào nào, ngồi xuống đi đã. Tôi là người không biết chăm lo cho cuộc sống lắm, xin lỗi nhé. Hai chúng tôi đến đây làm phiền hai người quá. Cảm ơn anh Miu. Không có gì. Tôi rất thích kiểu quần jean mà cô may. Đều là thiết kế có ý tưởng đặc biệt. Quần jean vừa đẹp vừa trẻ, bốn mùa đều mặc được. Vừa hợp mốt là dẫn đầu xu hướng. Thật sự rất dễ sử dụng. Trước đây cô từng học thiết kế trang phục sao? Tôi tốt nghiệp khoa thiết kế Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh. Vậy tại sao cô lại đi bài sạp bán hàng trong? Vì tiền chứ sao? Hy Tây, chiếc quần này khá đặc biệt. Ngầu quá đi mất. Sao cô lại nghĩ đến thiết kế cắt ghép này? Cái đó tôi dùng quần áo cũ để làm ra. Chúng tôi mặc nó lúc làm việc. Quần áo cũ. Anh thấy em khiêm tốn quá rồi đó. Tôi nói hai cô biết, em ấy không chỉ là một nhà thiết kế giỏi thôi đâu, mà còn rất giỏi may giá. Các cô đừng coi thường chiếc quần đó. Em ấy tự dùng máy may để may chiếc quần đó đấy. Tự may sao? Thật sao? Các chi tiết đều rất hoàn chỉnh, đúng không? Tôi cũng rất thích. Hôm nào em cũng may cho anh một chiếc đi. Tô Tô, trong kho của chúng ta hiện giờ còn hơn 3,000 chiếc quần jean đúng không? Tổng cộng là 3,625 chiếc. Còn một số loại khác nữa, váy, áo sơ mi gì đó. Cô nói xem 3,625 chiếc quần jean này, cộng thêm chiếc thiết kế của Ngũ ca ca, cộng thêm đích thân Ngũ ca ca sửa lại, thì chẳng phải lô hàng tồn kho này của chúng ta sẽ hết sao? Nếu như các cô có nguồn tiêu thụ
thì tôi rất bằng lòng hợp tác. Vừa hay lúc này tôi cũng hơi túng thiếu. Muộn thế này mới về à? Em cũng vất vả quá rồi đó. Em chẳng vất vả chút nào đâu. Em thấy rất vui. Chi Tây à, thật sự là không cần phải thế đâu, không cần thiết. Em nói xem, em lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng có ý nghĩa gì? Đến cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh cứ nằm yên ở đó mà xem TV của anh đi. Dù sao thì đã nắm chắc phần thua rồi. Em lắm suy nghĩ thật đấy. Bây giờ em thực sự rất nóng lòng muốn nói cho anh nghe một tin tốt. Em gặp được một nhà thiết kế rất giỏi. Không chỉ giỏi thiết kế mà trong người ta còn rất ngầu. Cô ấy không chỉ có thể lên hình làm streamer mà còn có thể thiết kế trang phục cho bản thân, sau đó live stream trang phục của mình. Lấy gì để so bị với em? Em nói như vậy làm anh cũng muốn nói cho em nghe một tin tốt. Tin tốt gì thế? Ký hợp đồng với streamer mới rồi à? Không chỉ là streamer mới mà còn là một người rất nổi tiếng, chủ yếu là thân với em. Rất thân với em đó. Anh đi tìm Trương Gia Dân sao? Người ta đồng ý rồi. Ôi trời, Trương Gia Dân nghĩ cái gì vậy? Đừng gọi nữa. Anh khuyên em nhé, bây giờ em mau chóng bỏ cuộc đi. Em đồ hàng coi như chỉ thua một nửa. Trương Gia Dân, cậu sao thế hả? Có phải cậu đồng ý đến công ty rồi không? Đúng rồi, bất ngờ không, có thấy vui không? Không phải chứ, mình nói với cậu suốt mà cậu vẫn không đồng ý. Đoàn Nhiên vừa nói mà cậu đã đồng ý rồi, cậu chẳng có nghĩ khí gì hết. Đúng đó, tại sao vậy chứ? Sao anh vừa nói là người ta đã đến luôn rồi? Chẳng phải em nói cô ấy không thích làm nghề này sao? Cô ấy không thích làm nghề này thật mà. Được rồi, bây giờ anh có streamer rồi, hàng cũng có rồi. Chiếc CEO này không thoát khỏi tầm tay của anh đâu. Không có gì phải buồn hết. Vì Tây, em cứ lãng phí thời gian với mấy hàng tồn kho của em đi. Đừng lao lực quá, cẩn thận sinh bệnh đấy. Cố gắng lên da. Anh đừng có đắc ý nữa có được không? Không thể. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ nhé. Gọn chân vào. Thôi vậy, không thèm chấp người như em. Ngủ sớm đi nhé. Anh ngủ sớm đi. Anh vui quá không ngủ được. Trương Gia Dân, chuyện gì thế này? Chào mọi người. Chào mọi người, chào mọi người. Hello các tình yêu. Hello, chào mọi người. Tôi nói là mọi người có được không? Chúng tôi đều nói là các tình yêu. Tôi không nói từ tình yêu ra được. Hello, chào mọi người cũng được, cũng được. Cô cứ coi là phòng làm việc này, phòng live stream dành riêng cho Ngũ ca ca, bắt đầu đi. Đây chính là phòng live stream của tôi. Cô giới thiệu quần áo. Cứ nói về chất liệu vải gì gì đó, chất liệu vải. Gia Dân, Gia Dân, sao không chào đón mình sao? Mình đến để làm việc đi. Cậu đến công ty mình làm việc sao? Gia Dân là lực lượng chủ chốt của đội bọn anh, ai dám không chào đón cô ấy? Em dám không? Cô dám không? Hai người đều không dám. Trương Gia Dân, cậu bị anh ta mua chuộc dễ vậy sao? Đội của các anh gì chứ? Tuy là chúng ta đang cạnh tranh chức vị CEO, nhưng chúng ta là người trong cùng một công ty. Thế mà thường ngày còn nói em nhỏ nhen. Ai nhỏ nhen chứ? Đừng nói giảm nữa. Đây là sao, luyện tập sao? Các em đang luyện tập à? Đang tập đó, hiệu quả rất tốt. Đây chính là vũ khí bí mật mà hôm qua em nhắc với anh, Ngũ ca ca. Ngũ ca ca rất có năng khiếu. Đúng là phải thực lực tự có lưu lượng. Đúng đó, Hy Tây đích thân đào tạo, chắc chắn có thể trở thành viên tiếp theo.
em đào tạo xong. Đương nhiên, em đừng làm hại người khác có được không? Đến em còn chưa được đào tạo hẳn thôi, mà còn đi đào tạo người khác sao? Đừng bị em ấy dạy sai đó. Chúng tôi đang tập huấn cường độ cao, ban ngày bồi dưỡng live stream, ban đêm sửa quần áo, ngày mai đi làm luôn. Các cô đừng vất vả như thế làm gì. Nên nghỉ ngơi, từ từ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì mệt nhọc như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Mau nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cô đi tham quan công ty. Đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi. Công ty có gì mà tham quan? Gia Dân, ở lại đây cho mình đi. Cậu đứng lại. Làm gì vậy? Bỏ tay ra, làm gì đó? Bạn thân của em ôm thì đã sao? Hi Tây, đừng, em buông ra cho anh. Sao lại đánh em như thế chứ? Được rồi, cậu nhìn thấy chưa? Anh ta đánh mình mà cậu còn theo phe anh ta sao? Chúng ta nói chuyện sau nhé, tạm biệt. Đi mau. Dám cướp người của anh sao? Là anh cướp của em, Trương Gia Dân là của em. Hi Tây, nghỉ ngơi đi. Vậy chúng ta có tập nữa không? Không được nghỉ, bắt đầu. Thế nào? Tổng thể môi trường làm việc cô thấy hài lòng không? Tuy không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng là lần đầu tiên tham quan với tư cách là một nhân viên cũng được hài lòng. Thích ứng cũng khá nhanh đó chứ. Tôi đã suy nghĩ như một nhân viên rồi, đương nhiên rồi. Vậy sếp Đoàn bao giờ tôi bắt đầu bán hàng đây? Không vội. Bây giờ chúng ta chỉ mới tiếp nhận công việc, vẫn còn đang bàn bạc hợp tác với nhãn hàng. Đến khi bàn bạc xong với nhãn hàng thì tôi sẽ thông báo cho cô biết. Được thôi, tôi đợi thông báo của sếp Đoàn. Vậy thì tôi không cần phải huấn luyện ở chỗ Hi Tây đúng không? Hi Tây làm sao huấn luyện cho cô được, đúng không? Cô cứ nghỉ ngơi ở nhà cho tốt, đợi tin tốt của tôi. Được, tôi đi đây. Đi, tạm biệt nhé. Quê quá. Chỗ quần này đều không ổn. Anh Miêu, chỗ anh có cái nào ổn không? Chắc là có. Tô, ở đây còn hai thùng, xem có cái nào được không. Ôi trời ơi, không được, không live stream được, không bán được, khó kiếm tiền quá đi mất. Lượng công việc hay hôm nay sắp bằng lượng công việc nửa đầu năm của anh rồi. Chuyện làm quần áo mẫu này em không sợ chút nào. Em chỉ sợ buổi live stream ngày mai. Xem cái này đi. Hôm nay hai nhân tài xuất sắc gặp nhau rồi. Chúng ta ở đây làm việc mệt muốn chết, sếp Đoàn lại đi ăn uống với Trương Gia Dân. Tôi xem nào. Tôi nói cô nghe, Đoàn Viên chết chắc rồi. Anh ấy không biết Trương Gia Dân ăn kiểu gì cũng không béo. Với cái kiểu ăn uống vô tội vạ này, sớm muộn gì anh ấy cũng béo như lợn, béo chết luôn. Nói ai béo như lợn? Ai mới hỏi thì chính là lợn. Sếp Đoàn, sao anh lại đến đây? Tôi sợ mọi người vất vả quá nên đến đưa đồ ăn khuya. Sếp Đoàn, anh tốt quá đi. Có gì tốt đâu. Anh ấy ăn nhiều đồ ngon thế, chỉ mang một ít đến ban ơn cho chúng ta thôi. Đoàn Viên, sao anh biết bây giờ bọn em vẫn ở công ty? Có phải anh đã sắp xếp nội gián đến giám sát bọn em không? Ai sắp xếp nội gián gì chứ? Không trúng nhé. Anh về nhà mà không thấy em ở nhà, anh nghĩ chắc chắn mọi người đang ở công ty lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian. Bọn em đang làm việc nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo đấy. Được, vậy mọi người làm việc đi. Thật ra anh đau lòng cho mọi người lắm. Rõ ràng biết là tôi công lãng phí thời gian mà vẫn vất vả ở lại công ty tiếp tục lãng phí thời gian. Anh đi đi. Đưa đồ xong là đi à? Chúng ta thắng chắc, đừng áp lực nhé. Cảm ơn sếp Đoàn. Ai thắng chắc chứ? Quả thật là đói rồi. Anh ấy mua gì thế? Đúng là tôi hơi đói rồi.
hình như là mì sa tế. Nhanh lên, ăn nào. Ăn đi, ăn đi. Nào, ngủ ca ca của cô đây. Cảm ơn. Vừa mua đấy, nóng hổi luôn. Được rồi, ăn đi nha. Lão Miêu. Live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Mọi việc thuận lợi. Thuận lợi, mọi việc thuận lợi. Live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Thuận lợi, thuận lợi. Thuận lợi. Phù hộ chúng con live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Phù hộ chúng con live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Người anh em, làm gì vậy? Phòng live stream của chúng tôi đã lâu rồi không làm việc mà. Toto nói với tôi, Ngũ Kaka đã sửa lại toàn bộ số quần jean tồn kho rồi. Vậy hôm nay chúng ta có thể live stream rồi. Tôi thắp hương cầu may mắn, được không? Tốt. Thắp nén hương này rất tốt, phải không? Nhưng mà anh đừng chỉ thắp hương cho phòng live stream này, anh phải thắp cho mỗi phòng live stream. Còn nữa, anh phải thắp hương cho cả tầng 1, tầng 2. Được rồi, được rồi. May mắn thuận lợi. May mắn thuận lợi. Tôi phải đi trang điểm cho rực rỡ mới được. Đi đây. Đi đó. Cô từ từ thôi. Live stream may mắn, mọi việc thuận lợi. Live stream may mắn. Bố thấy một thứ năm ở phần này vẫn nên viết rõ ràng hơn nữa, bao gồm cả những phần về vi phạm hợp đồng. Đừng để những người này luồn lách rồi về sau cắn ngược lại chúng ta. Được. Bố, bố yên tâm đi, không thành vấn đề. Chú Mục, nào ăn táo đi ạ. Được, cảm ơn. Được rồi, ngồi đi. Đoàn Viên à, sức khỏe bố mẹ cháu thế nào? Bố mẹ cháu cũng cách hai ba hôm lại là bệnh này bệnh đó. Đến tuổi này rồi cũng hết cách rồi. Thế nào, về nước rồi có quen không? Cũng được ạ. Sau khi cháu về nước, cháu đã nhận quyền quản lý một công ty live stream, mở ra một thị trường mới cho Internet. Nên muốn nói chuyện với chú ạ. Tốt đấy. Đúng thật là tuổi trẻ đầy tiềm năng mà. Tuổi trẻ đầy tiềm năng. Chú, năm đó chú từ một xưởng may mặc nhỏ phát triển đến hiện giờ, trở thành người đứng đầu của giới thời trang. Cháu và bố cháu đều bái phục chú lắm. Nhưng bây giờ nền kinh tế Internet phát triển rồi, cháu nghĩ Internet có tác động rất lớn đến nền kinh tế kinh doanh truyền thống. Chú Mục, cháu nói chú nghe. Đầu tiên, nền kinh tế Internet này có lợi nhuận cao hơn nhiều so với kinh doanh truyền thống. Sau nữa, nền kinh tế Internet phá vỡ các giới hạn về thời gian và địa lý. Chú chỉ cần dùng điện thoại là có thể mua được món đồ mình muốn bất cứ lúc nào. Còn có điều cuối cùng này nữa, những cách quảng cáo truyền thống hiện giờ không mang lại hiệu quả lý tưởng nữa. Giới trẻ bây giờ chỉ cần tải app nào đó về, mở ra muốn xem gì thì xem, tìm được ngay kiểu quần áo đang thịnh hành. Đoàn Viên à, vậy cháu nói chú Mục nghe, bây giờ chú nên làm sao đi? Chú, chẳng phải cháu vừa nhận quản lý một công ty live stream sao? Cháu thấy rui của chúng cháu có thể mở ra thị trường trực tuyến cho Perfect Blue à? Chú biết Pineapple không ạ? Hiện giờ họ đang làm gì thị trường trực tuyến này đấy ạ? Perfect Blue của chúng ta không thể lạc hậu được. Bố, bố, chú Mục, chuyện gì thế? Bố, từ từ nói, đừng gấp. Anh đừng nói nữa. Bây giờ bố tôi không nghe được chuyện này. Bố, tên hộ ngu đó. Lần trước phóng viên phỏng vấn cậu ta đặt điều về chú, nói chú là dựa vào việc bán hàng giả, dựa vào bán phụ kiện mà phát triển. Chú đã kinh doanh Perfect Blue bao nhiêu năm? Cực khổ biết bao nhiêu rồi. Cực khổ trăm bề mới sáng tạo ra cơ nghiệp lớn thế này.
Thế mà Ngô Trung Toàn đó dám chèn ép chú như thế. Chú đừng giận, đừng giận. Chú, cháu nói chú nghe, cháu có cách này. Đối tượng khách hàng chủ yếu hiện nay của Perfect Blue là nữ giới, đúng không? Chúng ta tìm một trimmer phù hợp, sau đó tạo hình thêm là có thể tạo ra hình tượng hoàn toàn mới cho Perfect Blue. Thế này đi, Đoàn Viên, cháu lập tức soạn thảo hợp đồng, chúng ta cùng nhau làm, chắc chắn mạnh hơn cậu ta. Dạ được, thưa chú, không thành vấn đề. Cháu về viết hợp đồng ngay, sau đó đưa chú xem nhanh nhất có thể được không ạ? Chú nghĩ ngơi chú khỏe nhé, chú không sao. Cứ nói đến đó là chú tức, vậy cháu về trước đây. Được rồi, người anh em, liên lạc điện thoại sau nhé. Được rồi. Bố, con đã nói với bố rồi, bố không thể đóng đãi được. Những chuyện còn lại cứ để con làm được rồi. Bố cứ yên tâm đi, không sao đâu. Vậy nào? Mấy giờ rồi? Trời sáng rồi. Đi nào, về nhà. Làm gì có chuyện làm bất kể ngày đêm thế? Xem em là lao động khổ sai à? Không có. Em đúng là có số lao động khổ cực. Tranh thủ còn đóng mà ăn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Em muốn bàn với anh một việc. Hy Tây nói muốn em làm trimmer cho Rui. Mỗi một trimmer đều phải có team của mình. Nam nữ kết hợp làm gì sẽ không mệt nữa. Đến giúp em đi. Em tha cho anh đi. Em biết anh sợ bị bó buộc, nhưng anh đi làm sẽ có lương cố định mà. Như vậy mẹ anh sẽ càng yên tâm hơn. Hình như cũng đúng. Anh lại muốn nói nhưng mà đúng không? Em xem nhé. Tuy anh bài sạp bán hàng ở Cash Street không kiếm được bao nhiêu, nhưng anh có thời gian tự do. Em cũng đâu phải không biết sức khỏe của mẹ anh. Chỉ cần mẹ gọi là 5 phút sau anh có mặt. Hơn nữa, những anh em ở chỗ đó đều là bạn chơi với anh từ nhỏ đến lớn. Nếu anh thật sự đến đây làm việc cả ngày ăn mặc chỉnh tề gọn gàng như xếp Đoàn, thì họ sẽ cười anh chết. Chính anh cũng thấy không quen. Về đi, anh cũng không ngủ cả đêm rồi mà. Mau về nhà xem mẹ thế nào đi. Được rồi. Vậy em tranh thủ ăn khi còn nóng nhé. Mau ăn đi.